Xin chào quý vị và các bạn, và trong video này thì mời mọi người cùng Duy tới thăm phân xưởng sản xuất gỗ thủ công cho nội thất của một mẫu xe Bentley. Và nơi đây chính là thành phố Crewe thuộc Vương quốc Anh nhỏ nhắn và yên bình. Chỉ có thời gian ở đây mới có thể cảm nhận hết được cái chất của một chiếc xe Bentley, một mẫu xe huyền thoại và chứ danh khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Cái phân xưởng mà sản xuất ra những gỗ thủ công cho nội thất của xe Bentley có thể nói là một phân xưởng vô cùng quan trọng trong việc chế tạo ra nội thất tất cả những mẫu xe Bentley trên thế giới. Tại chính nơi đây thì theo yêu cầu của khách hàng về màu gỗ nội thất này, rồi loại gỗ này, rồi vân gỗ sẽ được lựa chọn như thế nào. Từ màu sáng tới màu tối, từ nhiều vân gỗ đến ít vân gỗ, từ hình hài, từ đường nét, tất cả những cái tấm gỗ hay những khối gỗ ốp được lắp trang bị lên một mẫu xe Bentley thì đều được tuyển chọn rất cẩn thận ở đây. Và tất cả những cái tiêu chuẩn khắt khe nhất để dành cho một mẫu xe thì gần như đều được Bentley áp dụng. Và để đáp ứng được những cái tiêu chuẩn đó thì mọi loại gỗ tốt nhất trên thế giới đều được lựa chọn, được tuyển chọn cực kỳ cẩn thận trước khi vào đến nhà máy. Và cần tới 5 tuần để hoàn tất các chi tiết gỗ cho một chiếc xe. Trong đó thì cần tới 3 tuần để làm khô gỗ trong một môi trường đặc biệt của nhà máy Bentley. Sau đó là 2 tuần để làm các công việc như tạo hình, đánh bóng, các yêu cầu đặc biệt của khách hàng. Gỗ sử dụng ở trong xe Bentley phải đáp ứng được đủ tiêu chuẩn, như là các cái vân gỗ phải đối xứng nhau, các miếng gỗ được sử dụng phải có một cái đường thẳng ở chính giữa và hai bên cân đối nhau từng ly từng tí một, đều được tuyển chọn, được soi cực kỳ kỹ. Và đây là một tiêu chuẩn rất khắt khe của nhà máy Bentley. Và để chọn ra được một khối lượng gỗ dùng cho một chiếc xe Bentley thì phải cần tới 10 mét vuông gỗ nguyên khối, trong đó có tới 8 mét vuông được bỏ đi và chỉ sử dụng 2 mét vuông mà thôi. Mặc dù là công đoạn sản xuất khắt khe như vậy, nhưng mà đến những cái công đoạn khắt khe, cực kỳ khắt khe hơn thì vẫn cần phải có một đội ngũ, những người giàu kinh nghiệm để kiểm tra các sản phẩm gỗ hoàn thiện. Và tất cả thì phải đảm bảo không có một tì vết nào, dù chỉ là một vết sứt bằng đầu kim có trên mặt gỗ cũng không được chấp nhận. Vâng, chỉ như vậy thôi là chúng ta đã hiểu tại sao Bentley đẳng cấp và chứ danh như vậy. Vâng, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Và một câu hỏi được đặt ra là mỗi một chiếc Bentley thì cần mất bao nhiêu lâu để hoàn thiện. Câu hỏi này thì thực sự là không có một ai ở trong nhà máy Bentley có thể trả lời được, bởi vì sẽ không ai có thể trả lời chính xác được câu hỏi này. Bởi tại đây thì Bentley luôn mang tới cho khách hàng sự hoàn mỹ. Và để có được điều đó thì những kỹ sư, những nghệ nhân của Bentley phải cần rất nhiều thời gian. Họ kiểm tra, họ gia công, họ hoàn thiện. Tất cả những khâu đó đều được kiểm soát cực kỳ khắt khe. Và như quý vị và các bạn có thể thấy ngay bây giờ, đó chính đây đang là một cái khối gỗ đã được cắt xẻ cẩn thận, đều tăm tắp. Và trước khi đưa vào ghép để hoàn thiện các chi tiết trên xe thì các nghệ nhân ở đây đều kiểm tra lại rất kỹ lưỡng. Họ dùng mắt, dùng kinh nghiệm, rồi dùng cả những thiết bị hỗ trợ để kiểm tra cái độ phẳng, độ nhẵn, độ thẳng của từng ly gỗ một. Họ vô cùng cẩn thận, và từng cái chi tiết nho nhỏ đều được họ nâng niu. Và tiếp theo, sau khi họ ráp gỗ vào qua những cái công đoạn hấp sấy ép để cho các cái khối gỗ, các cái thanh gỗ lớn được kết nối vào nhau, thì sẽ được đưa tới bộ phận mài, rũa, cắt để định hình nên những cái chi tiết được lắp vào trong xe. Và toàn bộ những cái khâu định hình này thì sẽ được gia công bằng hệ thống máy, bởi vì những cái này thì sẽ cần gia công chính xác từ những con số lập trình mà nhà sản xuất đã đo đạc và tạo vẽ ra. Nếu như không nhầm thì đây chính là cái khâu công đoạn để tạo ra một cái bảng táp lô bằng gỗ. Họ làm cực kỳ cẩn thận, ráp nối tất cả những cái khối gỗ này sau khi được định hình bằng máy thì sẽ được ráp nối với nhau bằng một cái loại keo đặc biệt. Xong sau đó thì các nghệ nhân sẽ dính, dùng băng keo và dính chặt lại để xếp vào một cái bàn. Đó, như các bạn thấy, cái bàn đó đã được đưa vào trong hệ thống ép. Đây là một hệ thống ép thủy lực.
Và qua cái hệ thống ép thủy lực này thì sẽ giúp các cái thành phẩm này kết dính với nhau tốt hơn. Và tất cả những cái chi tiết này thì đều Bentley kiểm soát rất kỹ lưỡng. Như quý vị đang thấy là một nghệ nhân đang bóc cái lớp ni lông ra. Tất cả các vân gỗ đều rất đẹp. Gia công giúp thì tất nhiên là ngoài máy móc gia công để có được những cái kích thước hoàn hảo thì cũng vẫn sẽ cần tới những cái khâu hoàn thiện mà phải sử dụng bằng bàn tay của con người. Nghệ nhân sử dụng những máy mài tạo độ nhẵn, độ mịn, phẳng cho bề mặt cái linh kiện chi tiết lắp lên xe. Đây, như bác này đang gia công cái bề mặt để cái tấm mà để ốp vào cái vị trí trên bảng táp lô mà trước mặt của người ngồi bên ghế phụ ấy, của gió điều hòa này. Đấy, cái tấm gỗ thì ở trong nội thất của những mẫu xe Bentley thì đều được thiết kế bố cục theo đúng dạng hình đôi cánh trên cái logo của chiếc xe Bentley đấy ạ. Hai bên rang ra, còn ở chính giữa là những cụm điều khiển trung tâm như là điều hòa hay là màn hình thông tin giải trí. Những cái chi tiết này thì các nghệ nhân phải nói là gia công cực kỳ tỉ mỉ và cẩn thận. Họ trau chuốt, họ cầm từng cái rũa một để rũa những cái cạnh mép của cái cửa gió điều hòa, cái vị trí lắp cửa gió điều hòa. Sau cái công đoạn mài nhẵn rồi vệ sinh cái bề mặt thì sẽ được đưa sang một cái dây chuyền, gọi là dây chuyền phun sơn lên bề mặt. Thực ra thì những cái công nghệ như thế này thì cái chất liệu sơn thì họ đều dùng những cái chất liệu sơn, những cái loại sơn đẳng cấp trên thế giới. Và mỗi hãng này sẽ lựa chọn cho mình những cái loại sơn riêng. Thực ra thì những cái lớp sơn mà sơn lên những cái bề mặt gỗ này thực ra nó chỉ là phủ bóng và bảo vệ bề mặt gỗ thôi. Nhưng mà cá nhân Duy thì Duy thích những cái chất liệu gỗ mà sau khi họ mài nhẵn đi để thô như vậy thôi. Đấy là cái tùy thuộc cái sở thích của tùy người thôi. Có những cái công đoạn gia công mà quả thực là mình cũng không biết là họ đang làm cái gì. Sau khi mài nhẵn là họ lại đưa lên để kiểm tra bằng mắt. Rất nhiều các công đoạn để hoàn thiện được những cái chi tiết thành phẩm lắp lên một mẫu xe Bentley. Bảo sao mà không đắt thế đấy. Mất quá nhiều công sức như thế này. Bình thường thì ở nhà chúng ta có những cái bộ bàn ghế tiếp khách, bàn trà. Kể cả chúng ta sử dụng những cái loại gỗ rất là tiền như là gỗ chắc hay là một số những cái loại gỗ như gỗ xưa chẳng hạn. Thì đôi khi trong cái quá trình mà để cắt xẻ và để đóng tạo lên chúng ta cho chúng ta một cái bộ bàn ghế ngồi, thì nếu mà chúng ta soi kỹ những bộ bàn ghế ở nhà thì chắc chắn là cũng vẫn sẽ thấy được những cái vết gọi là vết sẹo ở trên bề mặt gỗ mà khó có thể tránh khỏi được. Bởi vì một bộ bàn ghế chúng ta thì không thể nào mà có thể tùy chọn, có thể chọn lựa những cái gỗ kỹ lưỡng như thế này được. Từng chi tiết được lắp đặt xong thì sẽ được kiểm tra lại một lần cuối trước khi chuyển sang cái khâu lắp ráp lên trên nội thất bên trong xe. Đây chính là chiếc đồng hồ nằm ở chính giữa cái khu vực bảng táp lô của mỗi xe Bentley đấy ạ. Toàn bộ những cái công đoạn này đều được lắp ráp thủ công bằng tay hết. Ngày đến cửa gió điều hòa này, sáng bóng rồi xong rồi còn phải cần kiểm tra cẩn thận xoay đi xoay lại. Logo Bentley đang được gắn lên cái tấm ốp. Nếu như quý vị các bạn đã xem và cũng nhớ lại thì ở trong cái video mà sản xuất cái ghế da, bọc da lên những cái chi tiết nội thất của chiếc xe Bentley thì riêng cái phần tựa đầu của những cái ghế ngồi trên xe là tất cả những cái logo ở trên cái phần tựa đầu đó thì đều được sử dụng cái công nghệ thêu đặc biệt bằng máy. Và những cái logo đó thì được làm cực kỳ chính xác và không bao giờ có cái chuyện bị lem chỉ
hay là bị sai lệch. Cuối cùng thì sẽ là những cái công đoạn mà các nghệ nhân sử dụng rẻ đặc biệt để lau lại một lần cuối tất cả những chi tiết, những cái thành phẩm sau khi được ốp gỗ. Vâng, vậy là những cái thành phẩm này sẽ được chuyển đến những cái khâu để lắp ráp lên trên xe, và sẽ còn rất nhiều những cái chi tiết nữa, những cái phân xưởng khác để tạo nên một chiếc xe Bentley. Thì cũng mời quý vị và các bạn cùng 500 anh em tiếp tục theo dõi cái series khám phá những nhà máy sản xuất ra những cái mẫu xe siêu sang, siêu độc và siêu đắt trên thế giới. Nếu video hay thì các bạn nhớ like và share, cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những cái thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam cũng như trên thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại.